tại sao lại sử dụng mixer và khi nào thì anh chị cần sử dụng mixer. Đó, chẳng hạn như là những cái dòng mixer nhỏ nhỏ như thế này. Đó, thứ nhất, nhà anh chị đang có âm ly cũ hoặc là loa kéo cũ ha, mà xài lâu năm rồi mà muốn chất lượng âm thanh của nó hay hơn cái lúc mà như bây giờ, hiện tại bây giờ ha, về phần nhạc và về phần vang luôn, thêm nhiều hiệu ứng vang, hát karaoke nhẹ hơn, nghe nhạc sâu hơn, đó, nghe nhạc chắc hơn, không còn bị rè, không còn bị hú nữa, thì đây con mixer này có thể làm được cho anh chị. Đó, thì đó là những lý do khi mà sử dụng mixer. Đây, con này là F79 Pro nha. Đó, thứ nhất là về cái phần nhạc ấy, thì trên em mixer này nó sẽ có cho mình là phần bass chung chép chi tiết, gọi là graphic equalizer đó anh chị. Đó, bác nào chung chuyên môn thì anh chị có thể là hiểu liền. Đây, từ 80kHz cho tới 10k đó, từ trung đi xuống chép, được chưa? Đó, nó còn có thêm là nhiều hơn nữa là 99 hiệu ứng vang DSP. Đây, nhà sản xuất để này, đó. Đó, 99 DSP này, đó, reverb này, reverb room này, reverb KT này, rất là nhiều hiệu ứng vang reverb luôn. Đó, reverb delay rồi các thứ, còn có nhiều cái hiệu ứng để cho anh chị sử dụng để làm thu âm rồi nữa. Đây, được chưa? 4 cái jack cắm cái thêm kết nối về phần mic và phần nhạc cụ của cổng Canon và cổng Soly luôn. Có thể là cắm luôn là cả mic thu âm, mic 48V nên anh chị vào trong chiếc mixer này luôn. Đó, đó là những lý do khi mà anh chị sử dụng mixer ha. Các anh chị là muốn cái dàn nhạc nhà mình hay hơn như lúc ban đầu, hoặc là có thể là hay hơn luôn, hoặc là loa kéo của mình á, cũ nhà mình á, hay hơn, thì anh chị có thể là sử dụng cái con mixer này. Đó, anh chị nào đang cần nó thì cứ bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình nha. Con này cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng và được bao test trong vòng 7 ngày nha mấy anh chị.